Ở cái hồ khói nguồn này nó bốc hơi, bốc bốc khói kìa. Sau một cái cơn mưa nhẹ xuống này là làm cho cái này nó bốc khói lên. Hun hút luôn, giống như là này đó. Đó, đây là cái hồ khoáng nguồn đây, hồ khoáng nguồn mà nơi mà nước suối nước nóng này nó chảy về những cái hồ du lịch để du khách ngâm chân tắm hoặc là luộc trứng đó, phía xa xa bốc hơi đây kìa, đó 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 đó. Ồ, hơi khói lên rất là nóng, hồi nãy là thử rất là nóng rồi đúng không? Nóng từ dưới đúng lên. Là ở đây sương khói mờ nhạt ảnh nữa, khói bốc lên từ mặt nước mặt suối tự nhiên. Thì đấy, bây giờ họ làm những cái lan can để chúng ta mình đi du lịch khám phá. Khói bốc lên từ mặt hồ.